Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Trừ Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Tập 7-8. Sa môn Bát Thích Mật Đế người Trung Thiên Trúc dịch vào đời Đường. Sa môn Di Giá Thích Ca người nước Ô Trành dịch ngữ. Sa môn Hoài Địch chùa Nam Lâu núi La Phủ chứng minh bản dịch. Đệ tử Phòng Dung Thọ Bồ Tát Giới hiệu Thanh Hà, chức Tiền Chánh Nghị Đại Phu Đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Trường Sự Bút Thọ Nhuận Bút Tuyên Hóa Thượng Nhân Vạn Phật Thánh Thành Bắc Mỹ Châu Hoa Kỳ lược giảng. Đệ tử Thọ Bồ Tát Giới Phương Quảng Ngộ ghi chép tâm nguyên dịch. Quyển 7 phần chánh văn và giảng giải. Kinh văn. A Nan, nhữ vấn nhiếp tâm ngã kim tiên thuyết nhập tam ma địa tu học diệu môn cầu Bồ Tát đạo yếu tiên trì thủ tứ trùng luật nghi hiệu như băng xương tự bất năng sanh nhất thiết trì diệp tâm tam khẩu tứ sanh tất vô nhân. Việt dịch. A Nan, ông hỏi cách nhiếp trì tâm này, trước tiên tôi sẽ nói, muốn vào tam ma địa tu học pháp môn vi diệu cầu đạo Bồ Tát, trước hết cần giữ bốn loại luật nghi sáng trong như xương giá, tự không thể sinh ra các nhành lá, bài ý nghiệp bốn khẩu nghiệp không còn có nhân để sinh ra được. Giảng giải. A Nan, ông hỏi cách nhiếp trì tâm này, trước tiên tôi sẽ nói, muốn vào tam ma địa tu học pháp môn vi diệu. Pháp môn vi diệu là theo nghĩa căn để trở lại với tự tính nghe, cái tánh ấy trọn vẹn đầy đủ và hơn hẳn. Cầu đạo Bồ Tát trước hết cần giữ bốn loại luật nghi sáng trong như xương giá. Điều đầu tiên cần chuyên tâm tu dưỡng là gìn giữ bốn giới luật sát sinh trộm cắp tà dâm vọng ngữ. Giữ giới tà dâm không chỉ ở thân mà cả tâm cũng không được nghĩ đến. Quý vị phải loại trừ cả hai mới thoát được trần thao đáng chán này. Nếu như không loại trừ đi lòng khát khao ham muốn, ắt không dứt được trần cấu. Đối với sự giết hại mạng trộm cắp nói dối cũng vậy. Đấy là bốn giới luật rất quan trọng. Quý vị phải trở nên trong sáng như xương như giá, phải hoàn toàn sáng trắng, không một chút bợn nhơ trên nền trắng sáng ấy. Được vậy mới thật là tự nhiên trọn vẹn, tự không thể sinh ra các nhành lá. Hoàn toàn thanh thoát, quý vị sẽ đạt đến bản nguyện căn để ba ý nghiệp, bốn khẩu nghiệp không còn có nhân để sinh ra được. Cả ba mối tham sân si đều khởi sinh từ tâm, cùng bốn khẩu nghiệp là vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt ác khẩu. Những điều đó sẽ không còn điều kiện và nguyên nhân để sinh khởi, bởi vì quý vị đã thật sự giữ gìn bốn giới và hạnh thanh tịnh sẽ không còn thay đổi. Kinh văn. A Nan, như thị tứ sự nhược bất di thất, tầm thượng bất duyên, sắc hương vị xúc, nhất thiết ma sự, vân hà phát sinh. Việt dịch. A Nan, nếu giữ được bốn sự như vậy không thiếu sót, tâm ông cũng không còn duyên với sắc hương vị xúc, thì ma sự làm sao phát sinh ra được? Giảng giải. Nếu ông không còn đuổi theo ràng buộc với sắc hương vị xúc, không còn vướng vào những điều kiện đó thì mầm mống ma sự sẽ biến mất, vậy chúng đâu còn sinh khởi. Kinh văn. Nhược hữu túc tập bất năng diệt trừ, nhữ giáo thị nhân nhất tâm tụng ngã, Phật đảnh quang minh, mà hà tát tát đà bát đát là vô thượng thần chú. Việt dịch. Nếu có tập khí các đời trước không thể diệt trừ, ông dạy người đó nên nhất tâm tụng thần chú của ta, Phật đảnh quang minh, mà hà tát tát đà bát đát là. Giảng giải. Như có chúng sinh chưa dứt trừ tập khí trong các đời đã qua, ông dạy họ nhất tâm tụng chú. Điểm quan trọng ở đây là nhất tâm là tâm chuyên chú duy nhất, không có sự phân tâm, như vừa tụng chú vừa nghi ngờ, đừng tụng chú mà suy nghĩ nam mô cái gì đây, đấy là tâm phân vân giữa tin và nghi. Căn bản quý vị là một người nhưng rốt cùng lại có hai tâm, một tâm có thể cho rằng tụng chú rất hữu dụng, còn tâm kia lại nghĩ tôi đang tụng cái gì mà tôi không biết, phân vân như thế là sợ hãi. Quý vị phải nhất tâm mới được. Ma hà nghĩa là lớn, tát đát đa bát đát la là tàn lọng tráng lớn, đại bạch tán cái. Khi quý vị tụng tát đát đa bát đát la, tức là cái lọng tráng lớn biểu hiện khoảng không nơi quý vị. Nếu có niềm tin sâu xa và cao cả, khi tụng câu chú này, tàn lọng sẽ che dập đến mấy ngàn dặm,
còn như quá ít ỏi sức trẻ của lọng chỉ riêng có một mình quý vị. Người giữ giới thành tịnh cao cả khi tụng niệm chú này, cả đất nước cũng được che chở yên ổn, mọi hung hiểm đều hóa nhỏ và biến mất. Kinh văn: Từ thị Như Lai, vô kiến đảnh tướng, vô vi tâm Phật, tùng đảnh phát huy, tọa bảo liên hoa, sở thuyết tâm chú. Việt dịch: Đó là vô vi tâm Phật của vô kiến đỉnh tướng Như Lai, từ đỉnh hiện ra ngồi trên tòa xe nói thần chú. Giảng giải: Chú Lăng Nghiêm là vô kiến đỉnh tướng Như Lai, đó là tướng mắt thường của chúng ta không sao thấy được, như phần sau kinh có mô tả. Lúc đó từ nơi nhục kế của Đức Thế Tôn phóng ra trăm thứ hào quang, trong hào quang hiện ra ngàn cánh sen báu, trong sen báu có hóa thân Như Lai, từ đỉnh phóng ra mười đạo hào quang bách báu, trong mỗi mỗi hào quang đều có hiện ra kim cang bất tích, nhiều như số cát mười con sông Hằng, sách núi cầm trì khắp cõi hư không. Đại chúng ngẩng đầu lên nhìn, cảm thấy vừa yêu vừa sợ, cầu Phật che chở, một lòng lắng nghe đức phóng quang Như Lai từ vô kiến đỉnh tướng của Phật nói thần chú. Tôi biết đây là đoạn văn thuộc tâm, tôi không bao giờ quên. Đó là vô vi tâm Phật từ đỉnh hiện ra ngồi trên hoa sen nói thần chú. Chúng ta có thể đã bắt gặp thần chú có đại thiện căn này trong quá khứ, nhưng cho dù có gặp đi nữa cũng không học, học rất khó nhớ. Đó là lý do tại sao tôi kiểm tra chú Lăng Nghiêm nơi quý vị. Kinh văn: Thả nhữ túc thế giữ ma đăng giả, lịch kiếp nhân duyên ân ái tập khí, phi thị nhất sanh cập giữ nhất kiếp, ngã nhất tuyền dương ái tầm vĩnh thoát thành a la hán. Việt dịch: Và lại ông cùng nàng ma đăng già do nhân duyên đã trải qua nhiều kiếp, thành tập khí ân ái không phải một đời hay là một kiếp, nhưng ngày khi ta tuyên dương thần chú thì nàng ma đăng già nên thoát hẳn lòng yêu thành quả A-la-hán. Giảng giải: Và lại ông cùng nàng ma đăng già do nhân duyên đã trải qua nhiều kiếp, trong quá khứ ông đã lấy nàng ấy 500 lần, thành tập khí ân ái không phải một đời hay là một kiếp. Ông có hai điều sâu nặng là tập khí và lòng yêu mến, đấy không phải là một lần, không phải là một đời hay là một kiếp, mà nó trải qua một thời gian dài, rất lâu dài. Nhưng ngay khi ta tuyên dương thần chú thì nàng ma đăng già liền thoát hẳn lòng yêu, nàng ma đăng già không còn tình cảm yêu đương và thành quả A-la-hán. Sau khi nghe thần chú và trở về với Phật được giáo hóa, nàng ma đăng già được giác ngộ, đạt quả vị thứ ba của A-la-hán. Khi ngài Văn Thù hỏi về sự nhập định thì ma đăng già liền đạt quả vị thứ tư của A-la-hán. Nàng ấy đã thành tựu trọn vẹn bốn quả rất nhanh, trong khi ngài A-nan vẫn chỉ dừng ở quả vị thứ nhất, chưa được tiến đạo. Kinh văn: Bỉ thượng dâm nữ vô tâm tu hành, thần lực minh tư tốc chứng vô học, vân hà nhữ đẳng tại hội thanh văn, cầu tối thượng thừa quyết định thành Phật, thí như dĩ trần dương ư thuận phong, hữu hà nan hiểm. Việt dịch: Nàng dâm nữ kia là người không có tâm tu hành, do sức thần chú giúp cũng mau chóng chứng quả vô học. Vậy thì các ông là hàng thanh văn trong hội này, cầu tối thượng thừa quyết định thành Phật, ví như bụi bay gặp sức gió thuận, nào có khó khăn gì. Giảng giải: Nàng dâm nữ kia là người không có tâm tu hành, do sức thần chú giúp cũng mau chóng chứng quả vô học. Nàng ma đăng già là một dâm nữ, tự thân nàng ta hoàn toàn không theo đạo, nhưng sức thần chú đã bí mật giúp nàng ấy đạt được quả A-la-hán rất mau chóng. Vậy thì các ông là hàng thanh văn trong hội này, cầu tối thượng thừa quyết định thành Phật. Các ông là thanh văn trong các hội này, tức đang nghe Phật giảng dạy chắc chắn sẽ thành Phật. Ví như bụi bay gặp sức gió thuận, nào có khó khăn gì. Khi cần gió giấy bụi, bụi sẽ bay đi, vậy có gì là khó khăn nguy hiểm đâu chứ. Ha ha ha, 问什么的说呵。